Rồi cho Ba Phi chào lại anh em YouTube nha. Nay bữa trưa cũng có mấy anh em đang ra chào các bạn nha. Đào, bạn nha. Đào hố làm món thịt heo nướng dưới lòng đất nha các bạn. Trưa nắng cũng có mấy anh em hội tụ cũng chung nhóm với kênh của Ba Phi nha các bạn. Con gì chui đi nè, để đào thử coi có con gì đi không. Này có con cùng á. Xong lấy cái giá. Vô lấy cái ấy là đi. Đây có mưa. Đây là Tài Nguyễn đang đào Bảo Nguyễn các bạn. Phúc Vito. Phúc Vito ấy đồ này đeo vàng nhiều các bạn. Nè đâu mày đưa chiếc nhẫn coi. Đó nhẫn à. Còn cộng dây chuyền này mới sắm hả Phúc Vito. Cái đầu hồ vàng nha các bạn. Hồ vàng đó các bạn. Này Phúc Vito các bạn, Phúc Vito miền Tây. Thằng mát lấy cái thao thịt xuống thằng mát để chưa đào để tao quay cái rồi nè. Cái thao thịt này các bạn, thao thịt này là thằng mát nó tài tợ các bạn. Heo này heo bị H5N1 ta đi vòng vòng hết luôn à. Ủa Bảo nhớ đó mày học xe cuốc chứ mà Bảo sao lại lái được không? Nó học đủ nghề hết à, gì cũng học á, móc cua biết học nữa mà. Cô sợ có ngày chỉ đỉ chưa học thôi. Sao chưa? Nói riết thôi. Có quay bên được. Có đang quay mấy này về tôi. Đang quay rồi. Về đi. Về tôi cắt cái nào từ như đi. Các bạn có con gì nè các bạn ơi. Nè có con gì nè. Để bảo nè có con gì nè. Bà có con gì nè. Trùng. Cái dĩ bự không? Cái dĩ đem ra chỉ ra đo coi. Dĩ xích nghẹt à. Chứ nướng bằng gì tre hả? Tre. Còn mấy chút mình lấy tre nhỏ nhỏ này mình chặt mình làm cái gì cũng được, mình lót lên nữa. Xiên quá cây luôn. Ừ xiên luôn xuyên còn cũng được. Nào, lấy đầu chặt xỏ đi. Bảo. Hai gần. Ủa còn nữa vậy ra nó bóp bóp ha. Ủa còn Tiến Nguyễn rồi. Nguyễn đi quay tay. Quay tay là gì? Quay tay nha các bạn, mấy bạn biết quay tay không? Dạ. Cái này trái được hay chứ gì? Cần gì? Cái này có bụi tre, cái này đâu phải tre đâu hả Tài? Lục trúc nè các bạn. Có mấy một măng này ăn vẫn được nha các bạn. Ăn thịt ngon với ngọt ngay à, sống được mà. Măng có chú ăn hay ăn á. Đó, ngoài sau hè. Rồi giờ chuẩn bị bỏ than xuống các bạn. Củi bỏ vô có trái nổi. Chứ lấy lá này nó cũng trái mà. Còn nữa cha em luôn. Trái mà trái không nổi. Rồi, có than các bạn ơi. Giờ chuẩn bị thịt heo xiên que đậu canh tre. Vậy lát sao trở ra, lát sao vòng vòng sao trở. Thì chưa lên khúc. Ồ cái này thấy miếng mỏng mỏng mình kẹp quá Tài. Cây nhỏ quá. Kiếm cây nào già hay xin cây được cái không? Nè. Cây nào khúc á. Rồi có cây ngắn này nè Tài. Cây ngắn đó. Có cây nào mà chặt nữa đó. Mình kẹp nó chín đều hơn chứ kiểu đó nếu mà mấy cái ấp xuống là nó không chín. Nào sắc thịt vô đây. Bảo chưa. Bảo chưa gì bạn, nó lấy cù nó nướng chứ rồi các bạn. Lấy cù của nó nướng chứ rồi. Bảo sao lấy cù của Bảo nướng Bảo. Còn gì Bảo thích. Mặt đẹp vừa ăn cu. Nó khác người. Nó có cây khúc ở đây có nó khúc đó. Bỏ cái gặm theo chào sao hả? Nhỏ anh cầu đi từ nhà còn qua. Nư vậy. Nư lớp tao á. Nư ngựa hả? Thứ kia gặp anh Long Kỳ á, học thêm đó.
Tí từ nãy đâu tí? Tí Nguyễn các bạn, từ nãy giờ chưa giới thiệu Tí Nguyễn, từ nãy Tí Nguyễn đang kêu nãy nói gì đi quay tay hả? Tí Nguyễn đi quay tay mà mới xong các bạn. Nó này là cũng tính luôn Ba Phi là 6 thành viên các bạn. Này không có anh chuột. Không, nó chó thì nó căng. Cướp mẹ nó căng. Vậy này nó chút nướng chín hết vậy. Ăn cả mày rửa đâu. Để ba con qua con mé coi. Hai con mà một xíu mà lấn sân. Hết cây rồi. Theo. Vô nó coi xe cái độ gì hả? Nó tháo đó. Đồ mày mận để chút đang lay xét mấy hai thằng Phúc Bích Đô với thằng Tam Mát. Chưa ăn được cái nào hết chị mới. Không có hai được mới đâu. Thôi gì thấy gì đó rồi. Không gì mua lông hái đó rồi. Hai nào? Hai chưa? Không nào mua lông. Dạ. Chắc là ông tưởng ông nội để lại ông mới hái. Ông chén đưa hành đất rồi. Ông xin tư mà ông vô ông hái hai bịch đủ rồi chục kia gì thay nhắm. Trời ơi. Hai cái đó còn sao mày không nói là có này đâu nói. Nãy em nói hay chưa? Nè. Thôi còn đóng không? Có sao. Sao mày không hỏi là có vào động gà. Ra bứng nguyên cây mày. Có à. Phải hỏi mận này nó là đúng ra thằng Thường nó chấm muối ớt nó ngon mà mận này đừng có chấm muối ớt về cặp chứ hai kiểu này chứ đừng chấm muối ớt chứ chấm chân với đậu á cặp về cặp với chân với đậu ăn ngon lắm lập phận luôn hãy chơi hãy chơi ngon bữa lắm rồi gì á ụng sống ghiền mày não ghiền mày vậy đâu có nè lão nhiều né hả ai về tin bò vậy đâu có tắt nhạc con đi mưa mấy má bản quyền mấy má ơi bảo á trả lời ta bảo trả lời tắt đi tắt bảo đúng mà tao cũng tao kêu mà tắt nó nói chửi mẹ chửi tao á kệ cũng dây chuyền cũng phút rồi mượn cũng dây chuyền nó quấn vô mẹ dụng đẹp ta mấy ông bậy chặt gì đâu chị chửi đâu mà tao phải chửi vô cho tao chửi đi quen chính hả nướng như chưa từng nướng rau quá đi kẹp lại chính này kìa sẵn khó chứ cái này đâu nó thấm quá anh chờ ra mượn lấy chim có phải chờ chim mẹ có chim không lai điện thoại mày không lai mày mày lấy điện thoại tao đang quay với bọn không lai chó nó không mọi người mày lấy chim dạ cái cục con gì con gặt gì á con gặt gì đâu phải không cái này cũng gần chết nha các bạn thơm quá thơm quá nè là cho nấu trời nó bể cái còn có bầu dừa văng lúa vậy cu window giữa bắt mới đóng mối nướng Phúc à ngon bay chứ tao thấy nóng lắm rồi đó nè ngon ổn rồi chứ tụi ngon muốn đâu ngon không ngon giận nữa quê à quê à giận nữa à, ta nướng thì chưa được ăn gì á. Cũng là lá ổi. Bứt lá tre ăn luôn mày bảo. Đại đi, tụi nó giúp đại cho hết. Nó có lá tre đang non kìa. Gấp này qua ăn tiếp rồi lát ăn gì ta lên bàn thờ đâu cúng. Bảo chơi lấy lá tre cuốn thịt, lá tre cuốn thịt. Ăn vô đứt cuốn họng rồi đừng có la nha, ở đây cấp cứu của bệnh viện Chợ Đẩy xa lắm á. Gấu trúc mà lại ăn đó lát hang mắt nâu á thành gấu trúc. Lát đó ngồi
Ngon không Bảo? Thơm nè. Thơm à? Để chút. Đóng cắt con tử rồi. Kiếm cái cây hay cái cây gì nhỏ vậy nó nè. Đó, để cho anh chỉ nè. Ta đâu có uống. Ra chân gì ăn uống. Chỉ tia. Nào khó lắm. Thơm ấy hả các bạn? Ăn thổi khoảng luôn. Khoảng gì lên nữa. Uống khoảng. Cái đá bị chảng. Chanh chua chứ bảo. Cái gì còn muối đâu nặng chanh vô. Rồi á. Thịt mặn à. Lấy xài chú hai các bạn hả? Nè. Còn nguội lá thôi. Mấy lá mà. Lá, ba lá. Má đầu mày. Đấu luôn à trời, má đầu má có cái đầu, biết cái đầu rồi, không tha luôn. Kéo rồi. Dao rồi, còn làm cái mượn cái dao kéo rồi. Đồ, mới thấy đóng quay quay lại. Rửa tay cái quay lại còn như đó hả? Lẹ mới được. Đại bào không à. Con bia múc lên như hết. Thẳng con bia mày tới bên ta lấy lá nồng ràng rồi. Múc gì mày. Má ghê không. Cho chỗ ngồi coi cho xin vé dạ bài. Mọi người vô bên đây nè. Thằng to xác đó lết đại vô trong kia đây. Tạo liên tí ngồi đây hứng thối nè. Thối nhỏ. Cho xác. Uống nước đây. Đổ đổ nước mày. Này cắt cái này đi, uống mình đi. Nó đã không có nhậu rồi. Ăn đi em đi. Hai lon bảo quốc hết luôn à. Bảo chạy cho mình nó chưa cái gến sao. Dạ dạ dạ. Không chơi đâu, quá là trời căng nó uống sao. Được, được con. Trước nào ông miếng rồi không biết ăn dạ cắn miếng coi kìa rồi cắn kè không để lá chuối với nám lá chuối luôn ha nóng mới là lò thơm quá hai các bạn nha thơm nó nghệ quá ngồi đây thấy, thấy nóng quá ngồi đó đúng rồi ngồi ra ngồi đó ra mời các bạn nha. Còn hai lá xoài còn lại nè. Để nè. Mượn lá để chút mấy mẹ ăn. Mẹ ăn ăn luôn cái đột, ăn luôn cọng chứ. À. Sướng quá bác sĩ ơi. Thịt heo của mình tăng ăn nó thơm ghê vậy. Thơm nha hả? Rau. Thơm mà còn heo. Đúng cách nè. Để cái đây. Ừ. Dạ. Miệng hai. Cặp này để ăn này vô thơm lắm thiệt bọn. Mời anh em nha. Để thơm thơm cái lá nữa. Đạo quá. Tôi uống nhiều lắm. Có ăn chút đông chắc trái rồi không? Đi tiệc tùng rồi điện của ai. Hello đang ngồi chỉnh rồi. Rồi về đang ăn. Hết. Mày uống đi tao mày, mày uống đi. Uống lẹ mày. Mày nhậu đi về. Nó sỉnh rồi bà nói nó nhậu. Nãy giờ đập đồ tôi lên đây nè, nãy giờ tôi cản nó muốn chết luôn mà lên bà xử tôi coi. Tôi nói chút mà cầm cục cạp hay lắm. Đâu có nước vừa vàng được chó ăn. Mình không ăn. Chiếc kem ăn nướng luôn hả? Dạ không lào không? Hả? Ăn thử thử đi, biết là ngon sao? Tại... Tại Nguyễn chơi chiếc kem ăn đốn nướng các bạn mà nó dặn đừng nghe, đừng nói cha cho nó, đừng nói cha biết các bạn. Trời ơi, ông cái gì kìa? Trời hiện tại đốn ăn trời ơi. Chị bắt clip lên cho coi. Mở tivi đang đăng ký kênh đó đi. Đăng ký kênh rồi.
TV đăng ký kênh rồi hả? Không có thế chặt cái không xác nổi. Đầu bé à. Lòng mang. Ăn lại lên trường ăn có miếng này. Ờ từ từ. Miếng này. Lát tôi quăng lại làm thêm miếng nữa về nướng tiếp chứ than giờ còn cá đóng lên đi không. Hai ký hàng mới sáng dở mà công mới ra tre là giờ này có nướng rồi. Đục cây dơ chai uống đút cái đi múc nước chứ bọn. Không mày mương chứ đâu đâu mày. Cái tre hả? Ao nhà nuôi. Còn ao nhà trộm sao? Đủ mày bắn cá cá mày bắn cá trộm. Phải á. Cái không cho mượn bơm cái gì mấy anh nghĩ bắn cá trộm ha. Đâu mẹ bắt được cái mét à. Có cái à. Lúc nè. Hồi nào? Lâu rồi đó, cái đợt bắt xuống hơi đó, cây đỏ đó. Đậu bắt cái trạm bên kia tiêu mét. Là có đâu có tao. Ừ, à, sao có cửa nè. Mẹ bắn cá mà đi mét hả? Cặt cái người đó nó phản rồi, mẹ tới số rồi. Không cho bọn bơm về mét. Ê ơi, cái món cá trộm á. Có nói vậy đâu. Nói sao? Chứ tao nói đâu. Đồng nghĩa đã nói à. Tao à. Ai? Ý. Ra nói tao là tao với bà tí. Bà bảo lại hàng này bắt cá là không? Cá gì bà? Đâu có. Cá. Tao nói tao đâu nói đâu. Tao mày với tao chỉ nói. Măng măng là giờ nướng chín rồi các bạn. Em vợ review thử cho từ đó mà chưa khi nào ăn măng nướng á. Nó nhìn thấy cũng hấp dẫn các bạn. Dạ bảo. Đúng mẹ mày khùng tự nhiên cái này ra cao ra. Chị ơi dặn mặt đâu rồi, cái gì đâu rồi nha. À, chắc ngon hơn bắp chuối nướng á. Bắp chuối ngon hơn. Đó giờ anh có ăn bắp siêu ngọt nướng chưa? Ờ chưa. Bắp siêu ngọt luộc chưa? Chưa. Cái này nó ăn ok những ngọt cái. Không mà nhìn thấy ngon à. À, nóng quá sao ạ. Ủa nhìn hấp dẫn quá. Nóng quá. Cái dao ơi. Phải ăn ăn cái đầu trước đi. Này từ từ. À. Ngon không? Ngon. Đáng không? Không. Nhẫn nhẫn gì không? Thử hai con gì kìa. Nè thử miếng đi. Nhẫn chắc chứ. Các bạn, măng nướng các bạn. Các bạn thử nha. Trước bạn. Được mà hơi nó hơi đắng. Hơi đắng tại mình không có rửa, nhưng mà măng phải đắng thôi. Này giấm gì ăn mới ngon. À. Thử bỏ. Nó nhẫn nhẫn. Ngon bảo. Ngon, không ăn măng vậy ăn ngon. Nó ngọt. Măng. Không. Măng ăn vậy mới ngọt. À, ăn quá dần dã. Bữa nay là có đủ thứ món các bạn. Thịt con đóng đèn xong lại ăn luôn đi. Đóng quá. Thôi. Hồi xưa là ông nội Trung. Đây là cũng gần hết rồi các bạn. Nó ăn tàn sát rồi các bạn. Nó đầy đủ lá rồi, ăn cái này giống như bảy rác kìa. Trúc này là xưa là mua bầu về trồng ở dưới bộ. Người ta bầu người ta bán mua về trồng, có Trúc ăn măng mà. Mày nép qua bản cho Tiên Nguyễn vô coi. Đi giờ các bạn. Chà quá ngọt. Phúc bánh rô không ăn à. Tí, có góc rồi tí. Ừ. Có góc rồi. Chào các bạn nha. Nó từng thành viên luôn rồi. Ăn, bữa nay ăn món rừng rú rồi không. Chiều nay là đi xuống cặp ké hết. Mướp quá rồi. Tức rồi. Tăng mát. Tăng mát. Tăng mát. Chị có video hay vậy? Chào tạm biệt hả? Chưa. Nè bà. Mình chưa chết mà. Tăng mát chuẩn bị ngao đế rồi các bạn. Các bạn thấy này là gì không? Đố bạn biết là gì? Bữa nay là gì không? Biết này là gì không mát? Biết cái gì đâu biết. Này nít no biết gì. Này đắt cấp các bạn. Tự biên tự diễn. Lá đá cặp chuyện với cháu hay chưa. À, mình chấm. Mấy măng ấy mày tay ăn tạm người ta ngâm chua chứ măng đó bạn nó đắng kinh khủng luôn. Có lá gốc là do ăn ngon này chứ chua. Không, nhưng mà măng ngon, khoái măng. Có ngon mà. Mày, mày cắt khúc gốc của tao mày dục đâu rồi. Ngọt nha. Đó, nó chê mà nó thôi kết thúc video ra. Chào các
chào các bạn nha, biệt các bạn nha, tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video sau nha, biệt các bạn. Nếu mà các bạn coi video thấy hay hãy like và share nha các bạn. Like, subscribe. Like để được đẹp trai nè các bạn ơi. Chia sẻ để được đẹp gái.